Xin chào các bạn, Vũ đang đứng trước một cái chợ người Hoa, nhưng mà mình đã vào trong rồi. Mình thấy toàn người Việt là hết, các quán người Việt là hết 50% rồi. Các bạn có thể thấy đây một khu phố người Hoa. Đây là các bạn thấy phở, đây là điểm phở 97 nha, phở 97. Đây là vô coi nha, nếu vòng này ở Hawaii này quá nhiều. Giống như một cái chợ Việt Nam vậy đó. Bán lùm lum đúng không ạ? Bán tráng bát nè. Này giống nhìn giống một khu chợ ở chợ Bến Thành. Đây là một cái tiệm nail. Tiệm nail chắc là của người Việt nè. Hello chị. Hi. Hello các bạn, Vũ vào cái chợ của người Hoa. Xin chào cô, xin chào mấy chị nha. Em cũng không biết cái chợ này, chị giới thiệu chút cái chợ này chị. Chợ này là chợ Chinatown ở Hawaii, Manakea. Dạ. Là chợ bao nhiêu phần trăm người Việt mình bán cái này thấy nhiều nha. Nhiều. Nhiều. Nhiều phi. Dạ. Rồi. Và chủ cho người Việt trong này chủ yếu là bán gì chị? Người Việt hả? Nhà hàng, rồi trái cây, bán đồ siêu phút, bán này kia, chợ là bán đồ. Dạ. Đồ lưu niệm. Dạ. Em thấy đây một tiệm tóc và một tiệm nail bên kia đúng không? Đúng. Dạ. Đây cũng tóc cũng nail luôn. Cô hả? Đây cũng tóc cũng nail luôn hả? Dạ. Trong đó tóc rồi nail. Dạ. Cắm lông mi, dạ. Khoan sò rồi làm đủ thứ hết đó. Làm bên này làm tóc với làm nail vậy mình kiếm được khá không cô? Cũng lai rai. Lai rai hả? Lúc này từ bệnh dịch tới giờ là ế lắm. Ế lắm, bữa thì lâu lâu mới được bữa đó. Dạ. Bình thường đó là vắng. Dạ. Từ lúc bệnh dịch tới giờ người ta sợ nó không dám đi á. Lúc nhưng mà thời điểm năm trước đó bây giờ mình có đóng cửa thời điểm nào không? Phải đóng cửa thời điểm không? Cái gì đóng lúc hoài, mỗi lần mấy tháng đóng hoài luôn. Dạ. Yeah. Người ta ra lệnh đóng thì mình phải đóng thôi. Không dám mở. Nhưng mà trong thời gian đóng mình cũng được PP allowance đúng không? Mình nếu mà rồi những người đi làm thì cũng được
cho các khởi nghiệp để giúp. Dạ. Người có người xin, người không xin. Dạ. Ủa chị cho em hỏi là ở bên này mình có coi tiếng Nga không? Tiếng Nga hài nghe, không phải là có, tiếng Nga Freemana. Dạ. Chị có biết chị biết tiếng Nga trong cái thời dịch này khoảng 6 tháng gần đây á, tiếng Nga có giúp chị Kim Ngân á, ca sĩ á, chị có coi không? Có. Có hả? Chị thấy lúc đầu thì thấy chị giúp rồi này kia cũng có coi nhiều, nhưng mà sau này vụ lùm xùm mấy cái chuyện kiện thơ này kia xong rồi không muốn coi nữa. Không coi nữa hả? Dạ. Nhưng mà có khoảng 84 tập, chị coi được mấy tập? Coi được cũng mấy chục tập đầu, giúp Kim Ngân vô chùa rồi có những nhà này kia vậy đó. Vậy hả? Ở nhà của chị Quyền vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi hai em gì Tuấn Yến vậy đúng không? Dạ. Rồi sao phải hiện ra cái ông mà áo vàng rồi nhiều người quá lùm xùm quá thôi. À, chị không biết ông áo vàng không? À. Nhưng mà áo vàng là em đưa tin về ông áo vàng á, đây là channel về việc di chú á. À. Em đưa về vì cộng đồng người Việt ở Boston rồi Kentucky, người ta đưa rất là nhiều thông tin cho em về cái vụ mà ông lừa gạt những cộng đồng người Việt ở bên Kentucky về cái vụ đường thuyền đặt ma đó. Chị có xem những thông tin đó không? Tới lúc đó là em không coi nữa, là em thấy nhiều người xuất hiện đó ra rồi nói nhiều cái. Dạ. Không coi nữa. Dạ. Tới bây giờ luôn. Nhưng mà theo chị thấy, chị coi mấy tập gì thì thấy Thúy Nga giúp chị Kim Ngân là như thế nào? Thì cũng tốt, thì cũng bình phục được sức khỏe, rồi cũng nhớ lại chuyện như này chuyện kia. Dạ. Rồi sức khỏe cũng ổn. Dạ. Cũng được. Dạ. Thấy chị cũng tốt. Yeah. Còn cái chuyện sau này về tiền bạc chuyện thư gì đó thì mình không coi nữa. Dạ. Yeah. Còn cô? Vì cũng thấy vậy đó. Dạ. Yeah. Yeah. Vì thấy là cái người nào mà giúp đỡ cho cái người mà khó khăn, bệnh tật, hay hoặc là không có điều kiện là người đó là người tốt. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau cái tốt đó thì cái gì nữa mình không có biết. Yeah. Tới lúc mà lùm xùm rồi là mình nghĩ coi, tại nó nhức đầu quá thì không có coi nữa được. Người này nói thế này, người kia nói thế kia, mình biết ai đúng ai sai. Dạ. Cho nên là với lại phần ở đây bà làm lo làm là bận rộn quá cũng không có theo dõi nhiều. Dạ. Chỉ biết như vậy thôi. Chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà chị cô biết chị Kim Ngân là một ca sĩ cũng nổi tiếng trước đây đúng không? Thì tôi nghe nói trên đài, trên là tôi nghe nói vậy thôi chứ còn không rành về cô đó lắm. Dạ. Nói là ngày xưa cổ là người đầu tiên lên thì mới biết chị thôi. À, nói lên cái biết. Em còn nhỏ nên cũng không biết. Là người nổi tiếng chứ lúc đầu quả mới ra nghề là ở đây không có rành đâu. Dạ đúng rồi. Không rành. Thì nói chung này cũng nổi tiếng, nhưng mà ở bên trên Disco Sài Gòn đó, Bonsa rồi chỗ trung tâm người Việt thì nhiều người biết, chứ còn những người tiểu bang khác ở Việt Nam mà chứ trẻ không có biết. Không ai biết. Dạ. Chỉ nói lên là mình nghe mà có biết không, chứ còn thật sự mà nổi tiếng mà để nhiều người biết đó, thì không có nghe. Dạ. Không có nghe. Thì chắc cũng nhờ Thúy Nga đưa lên thì mình mới biết chỉ thôi. Dạ. Rồi chị có coi, chị coi biết ông áo vàng, rồi chị coi bà áo vàng là sư cô Xuân Liên không? Này biết sư cô, tới cái tập sư cô thì sư cô đó thì cũng cho ở chùa này kia. À, nhưng mà chị nhận xét sư cô là sao? Thì hồi đầu thì em thấy sư cô cũng tốt mà, dạ. Cũng giúp cho ở Phi này, kia. Sao mà em không có coi nữa. Dạ. Đây là một nhận xét của chị là coi mấy tập trước thôi, còn những tập sau và những thông tin còn sâu nữa chưa cập nhật, nên là chị coi trên Việt Di Trú TV nha. Việt Di Trú TV em cũng sẽ phát này luôn chiều nay luôn. Dạ. Dạ. Việt Di Trú. Dạ. Cô chốt rồi. Cho con hỏi chia sẻ kinh nghiệm rồi ở đây sao cô, ở Hawaii rồi nếu mà du lịch rồi người Việt ở đây, cộng đồng ở đây sao cô? Cô ở đây lâu chưa? Ở đây cũng khoảng mấy chục năm rồi. Ồ, mấy chục năm rồi. Thì cô biết cộng đồng người Việt mình ở đây là làm về cái gì, khoảng dân số bao nhiêu, rồi tập trung ở đâu, ở đâu? Cái đó là tôi không có rành. Không rành. À, biết nhưng mà không có rành. Thì ở đây người ta cũng làm ăn vậy thôi, cũng neo, cũng tóc, cũng mua bán bình thường vậy thôi. Yeah. Còn dạo gần đây á, thì chừng tháng gần đây thì thấy có du lịch các nước đến đây cũng đông. Cô,
nếu mà covid là Hawaii con travel từ Cali là con phải retest covid nó 3 ngày vào ngày hôm nay á thì bỏ, nhưng mà các nước khác thì con nghĩ chắc là chưa cho vô đâu. Không biết cũng cho vô nhưng mà anh phải có cái giấy chích ngừa. Tại vì em cũng mới đi vậy, khi người tiểu bang khác qua thì mình phải có trình diện cái giấy chích ngừa. Cái full vaccination đó. Nhưng mà tiểu bang khác thôi, còn người mà nước ngoài á, người từ nước khác là như chưa có vào đúng không? Chưa. Đúng rồi, chưa được vào. Chỉ có trên nước Mỹ mình mấy cái tiểu bang thôi. Dạ. Yeah. Còn như những nước khác thì chưa được vô. Dạ. Yeah. Cho em hỏi luôn nha. Nếu mà nằm neo ở đây á thì mùa đông vậy, mùa hè thì làm được không chị? Nói chung á tiệm tụi em là lai ra lai ra. Rồi rồi. Local vậy thôi. Nhưng mà chủ yếu là vào mùa mà hết, nếu mà sau này là chắc dứt covid là cũng nhờ khách du lịch đúng không? Hay là local ở đây thôi. Local. Local. Du lịch thì cũng không có làm đâu. Du lịch chỉ đi ngang chơi coi. Du lịch thường nó ở ngoài Waikiki nhiều hơn. Yeah. Em ở khách sạn Houston Garden Inn á. Ở quay kia không? Quay kia. Trường là nó ở ngoài quay đó nhiều hơn. Dạ. Yeah. Đi chơi đi dạo. Đi chơi đến hôm qua mua sắm. Đi ăn uống chứ còn làm neo không thấy là. Dạ. Đi ngang đây thường á. Dạ. Rồi mấy thế hệ trẻ, mà mấy đứa trẻ thì con thấy nhiều đứa là nó, nếu mà nó học thì nó travel out, nó đi ra ngoài mấy tiểu bang thì học ngon. Còn ở đây học thì mấy cái trường nổi tiếng ở đây cũng có trường có nổi tiếng. Dạ. Có. Thì ông cựu tổng thống Obama là ở xuất thân ở Hawaii mà. Dạ đúng. Đúng rồi. Mà thường là mấy đứa nhỏ mà anh biết nó hay thích đi đây đi đó. Dạ đúng rồi. Cũng thích đi tiểu bang này tiểu bang kia nó học. Dạ. Có đứa thì thích ở đây nhưng mà vẫn có trường giỏi. Dạ. Cho em hỏi là chị có gia đình chưa? Có rồi. Mấy đứa? Một đứa hả? Mấy tuổi chị? 28 tuổi rồi. À 28 tuổi là nó học ở đây, em học em đó học ở đây hay là đi ra ngoài đi ban học? Học ở đây. Ừ. Mà giờ đi làm rồi. Dạ. Yeah. Thì mấy thế hệ trẻ đây bây giờ nó rất cũng làm, nó chứ học được tốt thì nó họ làm những cái nghề khác nhau hoặc trong chính phủ hay là những nghề. Mà mấy đứa trẻ học ra ở đây nhiều bác sĩ kỹ sư người Việt không chị? Bác sĩ á, bác sĩ có việc ở đây nhiều không? Mấy đứa nó học là bác sĩ nhiều không? À, thường là bác sĩ cũng có, là bác sĩ Mỹ, Hoa, Mỹ, Việt. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Chị có gửi gì tới cộng đồng người Việt tại các hải ngoại ở các địa bang ở Việt Nam và trên thế giới không? Gửi lời chào không? Thì gửi lời chào tất cả mọi người trên toàn nước Mỹ của mình thôi. Dạ. Dạ. Rồi chị mới vô luôn. Ok, hai. Dạ. Chị gửi lời chào không? Chào cộng đồng. Hồi qua hả? Không, em ở Cali và cái channel của em là trên coi cả cộng đồng hải ngoại trên thế giới coi hết luôn. Ok. Cô. Gửi lời chào hết cộng đồng người Việt Nam của mình khắp thế giới. Yeah. Gắng giữ gìn sức khỏe. Yeah. Bảo trọng mỗi người. Yeah. Đều có bổn phận trách nhiệm bảo trọng cái thân của mình. Yeah. Nói, yeah. Để sống vui sống khỏe với con với cháu với ông với bà cha mẹ. Yeah. Cho nên không biết giữ gìn sức khỏe là không đâu được. Yeah. Rồi. cũng là câu hỏi cuối nha. Cô chỉ biết là ở Việt Nam bây giờ nó có covid nó tăng ở Việt Nam rất là nhiều mà Việt Nam chưa có đầy đủ vaccine thì cô có gửi gì gửi lời chia sẻ về với cộng đồng trong nước không? Rất là mong ai đó nước nào đó không biết giúp đỡ dùm cho đất nước Việt Nam của mình để cho có thuốc để cho chích cho người Việt ở Việt Nam của mình á là được an tâm hơn chứ bây giờ người ta rất là sợ. Dạ. Bệnh thì càng ngày càng nhiều mà người ta không có biết làm sao, yeah. Chỉ mong chờ có bao nhiêu đó thôi. Yeah. Nếu nước nào đó mà có khả năng có thương tình đó thì ráng giúp đỡ Việt Nam giùm vậy thôi. Yeah. Để cho người dân của mình đó, bên Việt Nam nó được yên tâm mà ta sống. Yeah. Yeah. Cảm ơn những lời chia sẻ của cô với cộng đồng hải ngoại cũng như cộng đồng người Việt Nam trong nước khi mà
dịch đang ở Việt Nam đang là phức tạp. Hy vọng là bà con ở Việt Nam giữ gìn sức khỏe và đang bảo trọng cái thân của mình. Chứ còn nghĩ y quá là không có nên. Rồi, cảm ơn cô. Hello các bạn. Đây một càng gian hàng bán rau quả, chuối, rau muống. Đủ ở đâu? Tiệm này chắc cũng người Việt. Ai có bán đu đủ nha. Rồi. Này giống Hawaii là nước tiểu bang nhiệt đới nên đủ loại trái cây. Anh long, xoài, vải nè, mít. Đây, ăn xoài xong là lắc ngon các bạn. Bây giờ là quảng cáo sầu riêng luôn. Sầu riêng này là ở Hawaii luôn vậy, trồng luôn hả? Sầu riêng trồng đây em. Đây là mấy cái trái cây là ở trên đảo Honolulu nha các bạn. Sầu riêng này thơm lắm nè, rất là ngon. Dạ. Nhưng mà hôm nay nó chưa chín. Nó gần chín rồi. Dạ. Nó vậy là em ăn mới ngon. Chứ mà thấy nó nở ra. Cái vải này em ăn nó y chang như vải ở Việt Nam luôn đó. Sầu riêng this end of the season. Dạ. Ngày mai chỉ có lông trơn. Ở đây á, là trái cây nó theo mùa. Mùa này không có bòn bòn nữa. Mùa bòn bòn thì nó qua rồi em. Nhưng mà gần chỉ có lông trơn với loại trái samuche. Dạ. Rồi là samuche là end of season. Ngày mai có bòn. Dạ. Thì chỉ có xỉu sữa xong cô chơi. Cái này là... tháng 3, tháng 4. Cái này là sầu riêng mà mùa đầu tiên luôn á. Cái đầu mùa đúng không anh? Đúng không chị? Đúng rồi, sầu riêng đầu mùa đó em. Đầu mùa rất là ngon á. Ok không vậy á? Giải ngọt mà nó nước nhiều quá các bạn. Ngon rất là ngon luôn á. Hello các bạn. Đây một càng gian hàng bán rau quả, chuối, rau muống. Đủ ở đâu? Tiệm này chắc cũng người Việt. Các bạn đu đủ nha. Rồi. Này giống Hawaii là nước tiểu bang nhiệt đới nên đủ loại trái cây. Anh long, xoài, vải nè, mít. Hello, bây giờ chúng ta phỏng vấn chị bán trái cây ở đây, hỏi trái cây ở đây có ở Hawaii có những cái trái cây nào mà đi qua đây là phải ăn xoài này. Xoài này cái giải Hawaii nè, thử cái giải đi. Vải Hawaii nè. Giải Hawaii the best one. The best one. Là ở trong trồng ở đây luôn á chị. Trồng ở đây. Rồi. Không, mà giải này ngọt lắm à. Ê, nhưng mà giờ bị cái mặt nạ sao ăn được nè. Để ra ăn được nè. Rồi chị ăn đi. Rồi cho em đi. Rồi em ăn thử nha. Trước trưa này cũng có một số người vô gia cư mà mình thấy chắc người da màu đó, không có người Việt Nam.
Đây là bên ngoài các bạn. Rồi, tao quay rồi phải ăn trái cây cho đã. Tìm người hoa bán đồ, người hoa các bạn. Hawaii là nổi tiếng là tủ đủ nha các bạn. Hello 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 mọi người, giờ Vũ đang đến một cái bãi biển là Wally Park ở ngay hướng về Diamond Head á. Các bạn thấy bãi biển là nó rất là xanh mà cũng góc này thì cũng ít người và chúng ta thấy có nước rất là xanh nha. Đây. Nước rất ấm nha. Hôm nay không có mang đồ tắm nhưng mà mình dự định đi nhiều chỗ nên cũng không có tắm. Tắm thì chắc là chiều tối về tắm ngay gần cái sàn của cái sàn của gần biển. Nhưng mà khám phá những cái bãi biển Hawaii rất là đẹp. Thích nhất là mấy bạn nhìn qua góc không? Rất là nhiều cây dừa. Các bạn thấy cây dừa không? À. Nước rất là ấm nha. Mình ở các địa bang mà mình không trong dịp này Covid nhiều, không có đi travel mấy nước ở châu Á là nhiệt đới được, thì mình đi Hawaii, địa bang của Mỹ, một hòn đảo rất là đẹp, nhìn xa xa là có cây dừa các bạn, dừa ở Hawaii cũng rất là ngon nha. Là rất là đẹp. Lên. Wow. Này câu cá này. Để chúng ta fishing. Đây chắc là dân địa phương. Dân địa phương ở đây người ta đi fishing câu cá. Ây da. Sao các bạn thấy chắc cặp đôi này đang chụp hình cưới. Nước rất là trong xanh các bạn.